Có rất rất nhiều chị em thích sử dụng sản phẩm cải thiện nám nhanh, uốn trắng nhanh, nên mấy chị đã từng sử dụng sản phẩm gây bong chóc lột tẩy làm cho nám rất nhanh tái tới tái lui, hoặc là chân nám dưới da bị chai, nám nặng hơn. Nám là do các tế bào hắc tố sản sinh ra nhiều sắc tố melanin từ dưới da đẩy lên bề mặt da. Nám sinh ra từ đâu mấy chị cải thiện ngay đó thì hiệu quả cao, lâu tái lại. Mũ mặt nạ cao lá cô gái núi chiên nám, thành phần từ các loại lá cây thiên nhiên, xay nhuyễn, khi đắp lên da sẽ được thẩm thấu vào da, có thể hút được nám, cải thiện được nám dưới da và trên bề mặt da. Nếu nám quá khó, quá chặt dưới da thì trước khi đắp nạ, chị em nên rửa mặt thật sạch, sau đó rửa lại bằng nước ấm để chân lông giãn nở, nạ lá dễ thẩm thấu vào da để bóc tách chân nám. Chị em cố gắng xuyên một tuần xông da một lần để hỗ trợ thải nhân nám, đồng thời tránh các nguyên nhân gây nám. Có rất rất nhiều nguyên nhân gây nám, em xin chia sẻ vào video tiếp theo. Chúc tất cả các chị em sớm đẹp da, không còn buồn vì nám.